Năm nay, Hà Nội có hơn 102.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Thành phố bố trí gần 4.300 phòng tại 189 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã, bảo đảm cho thí sinh ở các địa bàn di chuyển thuận lợi. Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, mỗi điểm đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh. Trong điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, thì chúng tôi được sự chỉ đạo và hỗ trợ của các ban chỉ đạo thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho đến quận Hoàn Kiếm. Địa bàn trường trung học phổ thông Việt Đức nằm trên quận Hoàn Kiếm, thì có ban chỉ đạo thi quận Hoàn Kiếm. Chúng tôi cũng được các đồng chí quan tâm và hỗ trợ từ y tế cho đến điện, rồi đến những cái tình huống xử lý nếu cần thiết thì đều có những cái đầu mối liên hệ để chúng tôi xử lý theo đúng quy định quy chế. Trong trường hợp nếu như học sinh có thể là ốm trong khi thi thì chúng tôi cũng có những cái nhân viên y tế trực tại điểm thi để có những cái sơ cứu, cấp cứu kịp thời và xử lý theo đúng quy trình để đảm bảo cái quyền lợi của các em học sinh ạ. Những ngày gần đây, ngành công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán thiết bị công nghệ cao. Trước mỗi kỳ thi hàng năm, việc tập huấn cho cán bộ coi thi cách phát hiện, nhận diện thí sinh mang và sử dụng thiết bị gian lận vào phòng thi được nhấn mạnh kỹ lưỡng. Ví dụ như là Comba, Ike, thước kẻ, máy tính không có chức năng soạn thảo, không có thẻ nhớ, Atlas không có, Atlas do nhà xuất bản giáo dục phát hành, không có các cái ký hiệu, các cái ghi chú bên ngoài vào phòng thi. Ngoài những vật dụng trên thì các em phải bỏ ra bên ngoài để tránh những cái hình thức gian lận trong thi cử. Bởi vì khi được tập huấn thì chúng tôi biết là để có được cái đưa thông tin ra bên ngoài thì nó phải có hệ thống thu phát. Mà có hệ thống thu phát thì bắt buộc là phải có cái bộ phận truyền tin trung gian. Đấy, thì để ngăn chặn những việc đấy thì tất cả những cái mà không được mang vào phòng thi thì các em sẽ gửi ở bên ngoài này. Đảm bảo cự ly tối thiểu là 25m để nếu như có thì cũng ngăn chặn được cái việc tiến hành. Còn chúng tôi tin là các em cũng sẽ thực hiện thật tốt cái nội quy của kỳ thi, cái quy chế của kỳ thi này và cũng sẽ không có một cái vấn đề gì ngoài cái quy định các em phải vi phạm. Cùng với đó, thí sinh cũng cần lưu ý những sai phạm đã từng xảy ra ở những năm trước để không mắc phải. Mà đến kỳ thi thì là giờ thi thống nhất trên toàn quốc. Có những em thì cũng vội, cũng lỡ. Rồi có những em không được tham dự kỳ thi vì thời gian của các em đến không kịp đúng như giờ quy định. Đấy là lỗi mà chúng tôi thấy rằng là rất là đáng tiếc. Bởi vì trong giờ đấy có những em học rất là giỏi. Có những cái lỗi nữa là cái thói quen có thể là sử dụng điện thoại di động. Và cái việc sử dụng điện thoại di động để điện thoại trong người nó như là một thói quen và các em không có cảm giác điều đấy. Nhưng với cái quy chế kỳ thi ở những năm gần đây thì chúng tôi thấy rằng với những học sinh mà được nhắc nhở thường xuyên thì các em cũng đã hạn chế được rất nhiều lỗi sơ suất này. Lỗi thứ ba nữa là có thể các em cũng chủ quan và nghĩ rằng là mình đã thi đỗ được vào một trường đại học nào đấy, được nhận rồi. Thì trong quá trình làm bài các em làm em thiếu tập trung. Thì đôi lúc rơi vào một cái tình huống là sơ suất và điểm không được như ý.